Hello. Xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2022, năm Nhâm Dần. Hôm nay ông Tuấn lại có mặt ở tại xứ Chai Trâu và có dịp ông Tuấn lên xưởng gỗ Lạng. Cùng nghề với ông Tuấn thì có người bạn bảo chỗ này có một ông trâu rất là thế đang tắm ở đây thì mình review luôn cho cả nhà chúng ta xem ông trâu này. Thì trước hết mình cũng nói với quý vị rằng là ông trâu này đang tắm, nhưng mà có cái không biết là chúng ta đoán được không, nhưng mà theo mình thì ai đoán được ông này nếu như theo dõi kênh của mình. Đấy. Và trước tiên thì mình sẽ cho chúng ta biết, tức là ông trâu này đã từng đánh trong 3 trận hôm vừa rồi. Tuy người rơi nhưng chúng ta sáng suốt nha. Chúng ta sáng suốt và chúng ta đấy, mình đang đứng rất xa. Nói chung là đấy. 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 Chúng ta nếu để đón ông này thì chúng ta xem xét lại ông này như ai nha. Và ai comment nhanh nhất cho mình. Đấy quý vị, chúng ta đoán nha. Đây. Đấy. Nhìn cái hình của mình này. Đấy. Nhìn hình mình. Đây, mình đang nghe tia chỗ nào là chúng ta đoán nha. Đoán thì mỗi ông trâu có một cái bí quyết khác nhau. Đấy. Đấy, ông này một trong ba ông trong trận đấu vừa rồi. Để cho chúng ta yêu trọi trâu hơn và chúng ta mê trâu hơn thì ai đoán được. Tuy rằng nó dơ một chút nhưng mà comment đầu tiên của trong cái video này nha. Đây. Đấy, chúng ta đoán được ông trâu này, ông trâu nào. Nói chung rất nhiều người thì chưa biết được ông này. Nhưng coi thì chúng ta xem cái kênh vừa rồi. Đấy, rất đông người đã theo dõi kênh. Thì chúng ta, Lê Tuấn cũng bật mí luôn là ông này là trong 3 trận đầu năm vừa rồi. Tức hôm 18. Nha. Đấy, và chúng ta xin đoán. Đấy. Một số quen biết thì sẽ nhận ra. Thì comment luôn. Để mình xem coi khán giả nào là mê và yêu trâu nhất, đúng không ạ? Và theo dõi tức là danh nhất về trâu thì comment ở dưới ngay cái video này. Đấy. Đấy, cho chúng ta rõ luôn nha, biệt danh. Rồi, bây giờ thì nói chung để đến gần thì cũng được, nhưng mà không sao. Nhưng mà để quay được ở đây thì bây giờ ông khoác trên mình cái hôm đấu cũng là 14 phút quý vị. 14 phút, 13, 14 phút gì đấy. Đúng không? Thì ông cũng tắm bùn. Đấy. Tức là trận này là trận thứ 2. Lúc 8 giờ. Đấy. Lúc 7 giờ mấy 8 giờ là trận thứ 2. Đánh ngoài sợi. Đây. Thì hôm nay mình cũng nói luôn là với quý vị là ông này là ông Mắt Voi. Đấy. Mắt Voi. Biệt hiệu Mắt Voi. Đã từng chinh chiến trận mạc rất nhiều. Đấy. Và hôm vừa rồi gặp xe 81 Gia Lai. Đấy. Tức là những cú dội như bom. Đấy. Liên tục những cú lao 21-22 cú lao liên tục nã đạn, gọi là cối 150 ly à, cối 81 giá liên tục vào xe. Xe không chịu nổi cũng trang váng. Và xe bung và cuối cùng xe chạy về nhà. Đấy. Thì hôm nay đây thì mình cũng review cho cả nhà chúng ta xem sức khỏe. Thì để nói sức khỏe ông 05 thì lúc này đã đảm bảo lại. Và ông Mắt Voi thì hôm thì có xịt máu mũi, nhưng bởi vì lúc mà ghi với xe thì cạ xuống đường thì chảy máu mũi, chứ ngoài ra không vấn đề gì. Thì hôm nay lên đây thì thăm sức khỏe lại thì ông Voi vẫn Mắt Voi vẫn bình thường với một sức lực rất cường tráng. Đấy. Cặp sừng rất chững chạc, nói chung là tuyệt vời luôn quý vị, không có gì để nói. Đấy, ông Mắt Voi.
để báo cáo luôn đi cả nhà chúng ta là sức khỏe vẫn tốt nhé. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tức là 7 ngày một tuần này. Sức khỏe vẫn kiên cường và ổn định lại. Đấy, ăn uống lại mập trở lại và nói chung sức khỏe rất tốt. Đấy. Đây và đấy thì cũng chỉ có như vậy thôi. Nhân dịp đấy, nhân dịp mình lại chỗ nhà máy gỗ Lạng thì mình thấy đây thì mình cũng đoán được ngay. Đấy là mình ghé lại chơi chỗ người bạn ở trong nhà máy gỗ Lạng là đây. Lại đây thì nhốt ở đây thì mình quay luôn cho cả nhà chúng ta xem được ôm mắt vui. Đó là một trong những cao thủ lừng danh một thời và hôm 18 đánh trận thứ hai gặp CR81 thì Huệ. Nhưng nếu để mà cương vị thì đó là một trận để biết rằng sức mạnh của ông mắt vui như thế nào thì chúng ta sẽ tự quyết định và chúng ta xem và chúng ta đánh giá. Để rõ một tí nhé, tại sao là mắt vui, bởi vì cặp mắt này rất lớn, lớn so với tất cả các loại con trâu khác, nhưng rất hiền lành với một góc độ thân hình chững chạc, chân cẳng bự, đấy, cặp sừng chững chạc luôn, đấy, nói chung là đều. Và hôm nay ông Tuấn Cháu Lâm cũng xin dừng tại đây, đấy, xin dừng tại đây và xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy phúc và những người đã theo dõi kênh của ông Tuấn Cháu Lâm sẽ đăng ký kênh, nhấn chuông này và like, share, subscribe cho ông Tuấn để ông Tuấn có động lực tiếp tục coi như là đi tìm những ông trâu hay nhất, những thứ phim đẹp để gửi đến quý vị cũng như cả nhà chúng ta. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.